khách hàng. Dạ, dạ mời anh, mời anh, mời anh em tiếp trước anh. Dạ, sao anh muốn mua gì? Dạ trời. Dạ. Đâu tự nhiên chị chòi lên, chó lò đập vô mắt ấy. Vậy hả anh? Làm em thấy ngợp quá. Dạ. Đỏ quá, nhìn thấy hot quá chị. À, nóng phải không anh? Nóng đem kêu mấy đứa nhỏ mở máy lạnh cho anh mát nha. Dạ, trời. Dạ. Mấy đứa nhỏ mở máy lạnh cho khách hàng mát nè cưng. Đó, được cái mấy đứa nhỏ tiệm em sai không, bây giờ nó làm theo ý em hết trơn. Bật hết sức vậy, ngày mai em sẽ đuổi nó ra ngoài chợ bán trái cây đó anh. Nó đứng ngoài đó đợi cái mâm trái cây ngoài nắng đó, cho nó biết đá biết vàng. Gì vậy chị? Dạ. Mới gặp nhau tự nhiên chị xúc phạm quá. Em xin lỗi anh. Anh bán trái cây hả anh? Chứ còn gì nữa. Mà nay giờ em hết bán rồi, sáng bán rồi, giờ dẹp luôn rồi. Dạ không, dạ không. Dạ em lỡ lời. Dạ bán trái cây, bán trái cây, chứ bán trái cây đủ tiền mua hộp xoàn tiệm em vậy. Dạ. Em lành quá. Dạ anh thích cái gì em phục vụ ạ. Chị ơi. Dạ. Hình như là em nghe đồn là tiệm của mình nó đang đại hạ giá phải không chị? Dạ em xin đính chánh với anh là tiệm em không bao giờ có đồn đại. Dạ tiệm của em là có gọi là chiến dịch quảng cáo hoành tráng, tại vì chúng em đang được on sale đó anh. Dạ chứ không có đồn đại. Dạ tại vì tiệm em là lớn nhất ở đây mà. Dạ trong Phú Lộc Thọ này tiệm em là lớn nhất. Dạ. Vậy là coi như mình có đại hạ giá, mình on sale hả chị? Dạ. Hộp xoàn mình giờ mình bán nhiêu một chén chị? Ai cha, cái này sốc, này quá sốc. Ở cái Phước Lộc Thọ này có mình em sốc nhất mà hôm nay anh sốc hơn em. Dạ, nói về hộp xoàn tiệm em là số 1. Vậy dạ. Cả cái Phước Lộc Thọ này khi anh bước vô ai cũng biết tiệm vàng Miley. Dạ, khi đến Phước Lộc Thọ đều biết tiệm vàng Miley, Miley, Miley. Khi mua về sẽ Miley, Miley, Miley. Còn nếu vừa nói về hộp xoàn phải không anh? Dạ. Dạ, xin giới thiệu với anh đây, sợi hộp xoàn này là số 1 của tiệm em. Dạ, riêng về cái phần đính hộp đó anh là thợ bên Ý anh à. Dạ, 60 con người. Dạ. Dạ. Dạ cứ 3 người kết hộp xong là phải nghỉ, 3 người kết hộp xong nghỉ sợ nó rò rỉ thông tin ra ngoài đó. Còn cái phần vàng trắng đó anh, đeo vô là nó trắng suốt đời. Dạ đến đời con anh vẫn trắng, dạ đến đời con anh vẫn trắng toát anh. Chị. Dạ sao anh? Nói vậy là coi như cái sợi này là mắc nhất ở đây hả? Dạ chị? Số 1 anh, số 1 tại Phước Lộc Thọ luôn, em khẳng định với anh vậy. Khi mua sợi này về tối anh ngủ đập hết đèn, đừng mở đèn nữa, bị sáng chóa mắt. Chóa anh tiếng chóa mắt. Dạ. Sợi này mắc nhất chị đừng lấy đưa em nha. Ủa gì kìa? Vậy là sao anh? Dạ tại vì em tìm sợi nào khiêm tốn cho thầy. Ê cha. Dạ khiêm tốn. Ý anh nói là kiếm một cái sợi dây mà nó mỏng mỏng quá chị. Không hột hạt hả? Dạ. Mỏng mảnh và kiêm tốn hả? Dạ đúng rồi. Sao nãy giờ em chưa nói? Dạ. Làm tôi quảng cáo mỏi mỏ tôi chết vậy trời. Chị nói nhiều quá em có chỗ nào đâu em nói. Muốn sợi mỏng phải nói liền cái sợi mỏng cho tao biết sợi mỏng. Sợi mỏng không có cần để đâu xa xôi hết trơn á. Đây nè, tao để ngoài luôn, khỏi đừng để tủ. Trời ơi. Dạ, yêu cầu anh xích lại chút ạ. Sợi dạ, mỏng dữ vậy chị. Dạ mỏng lắm, mỏng theo ý anh mà. Dạ, dạ, dạ. Còn anh lấy hơi à. Hai ba. Rồi đừng bao giờ thở nữa, tại anh thở văng sợi dây của em. Dạ mỏng nhất tiệm. Dạ. Trời ơi, coi cái dây chuyền mà chỉ làm quan trọng, làm em hồi hộp gần chết luôn vậy á. Đẹp quá. Dễ thương, dễ thương, dễ thương. Chị ơi, vàng này mình bán nhiêu ký chị? Trời ơi, sốc nữa. Đã thứ một thợ này mai sốc một tô mà cha này sốc hoài vậy trời. Mua sợi vàng như sợi chỉ mà hỏi vàng nhiêu ký lần sao cha? Chị em thông cảm. Em hỏi vậy để em biết em quá giá, coi cái sợi này nó bao nhiêu để mà mình liệu túi tiền nữa mà. Nổi điên. Hiện giờ em đang nổi điên. Dạ, nổi điên. Dạ, anh vui lòng đến gần em chút. Dạ xin phép cho em lấy sợi dây lại. Giờ tôi bực bội, tôi không muốn bán nữa. Tôi là chùm ở tiệm này, tôi muốn bán là bán, muốn không là không. Chùm của cái tiệm này. Dạ. Hồi đó giờ em nghe người ta nói là chủ tiệm xoàn, chủ tiệm hộp xoàn, chủ tiệm vàng, chứ ai nói chùm. Dạ để chủ chùm. Tiệm là ta có thể rời tiệm, ta có thể về nhà nghỉ ngơi. Còn chùm là không bao giờ rời tiệm. Vì tôi không thích bán cho anh. Cái gì vậy? Tiệm tùng gì đâu mà tiếp rước khách cái gì kỳ vậy? Vì tôi không thích bán được không? Ủa sao kỳ vậy, em khách tới mà sao em không bán đàng hoàng cưng? Vậy chị, chào chị. Chị là... Chị là Mai Ly. Chị là Mai Ly? Chị Mai Ly. Vậy chị là chủ của tiệm vàng này hả? Đúng rồi. Dạ. Em mới gặp được biết chị. Chị chủ á, chị chủ. Chị trẻ đẹp quá, nhìn thấy sang trọng quá. Chị trẻ lắm. Hả? Chị đẹp hả? Em cũng thấy xứng quá chứ ha. Trời ơi, cái gì vậy cha? Chị nghĩ sao? Trời ơi, tự nhiên chị gắn ghét em với con quỷ áo đỏ này. Trời ơi, làm gì mà bà có cửa với em chị? Xin lỗi nha, tôi mà có một girlfriend như bà là tôi kêu mai sale liền luôn. Trời đất ơi, tôi mà là bạn gái của ông hả? Tôi cũng tự về nhà hãm hại cuộc đời, tôi chết cho rồi. Chị là chị Mai Ly chủ tiệm này rồi, vậy còn bà này? Tôi là Mai Lanh. Mai Lanh? Ừ. Mai Lanh. Dạ. Mai Ly là chủ tiệm, vậy Mai Lanh là em của chị hả chị?
con này là người ở, con này là con ở đợ mà. Ở đợ hả chị? Dạ. Ở đợ sao bà làm lố vậy? Ta xuống. À dạ leo. Chết mình chưa. Trời ơi, ở nhà lấy quần áo vàng vòng của tôi đeo tùm lum sao phá phách vậy? Dạ, tại mê đeo vàng. Dạ em gửi em trả chị. Dạ. Trời dạ bộ đồ này em lấy kim tay em cài đằng sau chứ đâu bây giờ. Chị phụ em tay gửi rồi chị. Bị khoái đeo vàng. Đồ của bả. Đồ của ta mà lố quá, lấy đeo hết 10 ngón tay luôn. Bị ham vàng y. Dạ ham lắm. Ủa em. Dạ. Nãy thấy em cao lắm mà sao giờ còn có khúc vậy cơ? Dạ em leo lên cái bục. Dạ em leo bục cho em tưởng em chủ cả. Cái bà này bả làm gì cũng lố vậy ta. Dạ. Lố nhất Phước Lộc Thọ. Dạ. Ủa cha, đau chị. Ở nhà lấy bông tai rồi áo quần của tôi mặc vô. Dạ, không có nãy em nãy em có nấu cơm đàng hoàng, có lau nhà, ảnh tới em mới thấy ra khoái đeo vàng. Dạ. Dạ của chị. Nó mới gài 60 kim tay sao chị gỡ? Ê, chị gỡ đây lõa lồ. Ê lõa lồ chị. Bỏ hết cái tay từ từ chị. Ê, 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 ê